Và chính vì lẽ đó, một cái điểm hết sức tích cực của thị trường bán lẻ trong quý vừa rồi đó là công suất cho thuê đã được cải thiện đáng kể, tăng 6%. Đây là một cái dấu hiệu rất tích cực sau nhiều quý công suất cho thuê đã bị giảm dần, đặc biệt là trong cái bối cảnh là trong quý lại có một cái nguồn cung mới và là công suất thuê của cả thị trường mới được tăng lên. Một cái có hai nguyên nhân cho cái việc công suất được cải thiện trong quý. Thứ nhất đó là các khu vực trung tâm, tại khu vực trung tâm thì các khối tế, các khu trung tâm thương mại hầu hết đã được lắp đầy. Một lý do thứ hai đó là việc các một số các dự án có nguồn cung lớn như là dự án Lotte, dự án Tham City thì đã có cái công suất cho thuê tăng cao hơn so với quý trước, dẫn đến là nguồn công suất cho thuê của toàn thị trường đã được cải thiện. Mặc dù là có một sự vẫn có sự giảm nhẹ theo quý là tháng năm đó là 2%. Chúng ta có thể xem rõ hơn cái xu hướng chuyển động về công suất và giá thuê của thị trường trong hai đồ thị sau đây. Thứ nhất đó là cái về công suất cho thuê cũng như giá thuê trung bình thì đều đã đi theo xu hướng ngược nhau trong quý vừa rồi. Công suất cho thuê của tất cả các loại hình thương mại như là khối đề bán lẻ, trung tâm bách hóa cũng như trung tâm thương mại thì đều có sự cải thiện rõ rệt. Như chúng ta đều thấy là tăng trong quý 3. Trong khi đó thì giá thuê thì vẫn của tất cả các loại hình thương mại đều có đi theo chiều hướng đi xuống. Tuy nhiên cái mức có thể thấy là cái mức giảm của cái chung của giá thuê thì đã có nhẹ hơn so với việc là mức tăng của công suất cho thuê. Về nguồn cầu thì trong quý 3 thì có khoảng hơn 50.000 mét vuông sàn bán lẻ đã được cho thuê thêm. Trong đó chủ yếu là đến từ các trung tâm bách hóa cũng tiếp theo đó là từ các trung tâm thương mại. Có thể thấy cái lý do mà trung tâm bách hóa cái diện tích cho thuê thêm trong quý tăng mạnh đó là do sự xuất hiện của dự án trung tâm bách hóa mới trong quý. Bên cạnh các hoạt động thuê và cho thuê thông thường trong trên thị trường bán lẻ thì trong quý vừa rồi có một số các hoạt động đầu tư rất là đáng chú ý liên quan đến thị trường này. Nổi bật nhất đó là hai thương vụ của Benny Rucker của Thái Lan đã thâu tóm lại toàn bộ hệ thống Metro Việt Nam với 19 trung tâm bán buôn trên toàn bộ thị trường, tổng giá trị thương vụ lên tới gần 900 triệu đô la. Thương vụ đáng chú ý thứ hai đó là mới gần cuối tháng 9, cuối quý vừa rồi là Vingroup đã mua thành công trong việc mua lại 70% cổ phần của Ocean Retail của tập đoàn Ocean. Và theo đó thì toàn bộ hệ thống của Ocean Mart cũng như Ocean Mart Express bao gồm 9 siêu thị và 4 cửa hàng tiện ích cũng sẽ được đổi tên thành hệ thương hiệu Vinmart và Vinmart Cộng. Về triển vọng của thị trường bán lẻ thì trong cái quý tới thì dự kiến là sẽ có khoảng 8 dự án cung cấp khoảng 60.000 mét vuông sàn bán lẻ sẽ được tung ra thị trường. Tuy nhiên con số này cũng có thể thực tế có thể sẽ thấp hơn một chút do có 2 dự án trong số đó thì đã hoàn thiện chỉ chờ để khách trương nhưng mà đã trì hoãn trong khá là nhiều quý, do vậy là cái khả năng 2 dự án này gia nhập trong thị trường trong quý tới cũng có thể chưa chắc chắn. Ngoài ra thì nhìn qua những năm 2015-2016 thì có một số dự án mà chúng tôi cũng thấy là sẽ góp phần thay đổi đáng kể cái diện mạo của thị trường bán lẻ, nguồn cung bán lẻ, đó là dự án Aeon Mall ở Long Biên, là một dự án khá là lớn và chủ đầu tư cũng là chủ đầu tư rất là uy tín. Tình hình về diễn biến của giá thuê trong thời gian tới thì theo dự đoán của chúng tôi với cái việc nguồn cung, áp lực của nguồn cung tăng lên vẫn tiếp tục tăng thì giá thuê sẽ có thể có chiều hướng giảm xuống một chút, bởi vì là diện tích trống tại các trung tâm thương mại hiện đang vẫn còn và vẫn có các nguồn cung mới tiếp tục gia nhập thị trường. Về nguồn cầu, tuy vậy thì chúng tôi lại thấy rằng mặc dù giá thuê đi xuống vẫn có thể tiếp tục đi xuống, tuy nhiên nguồn cầu vẫn có triển vọng rất tốt. Theo một số nghiên cứu gần đây, đặc biệt như của Euromonitor, thì thị trường bán lẻ Việt Nam dự kiến sẽ vẫn tiếp tục tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng rất là cao, 15% một năm. Trong vòng 5 năm tới, thị trường bán lẻ của Hà Nội dự kiến sẽ vẫn có tiếp tục có những cái triển vọng phát triển rất là tốt trong thời gian tiếp theo, đặc biệt là thời điểm tháng 1 của năm 2015. Theo cam kết với WTO, thì các công ty 100% vốn nước ngoài, bán lẻ 100% vốn nước ngoài sẽ được phép thành lập tại Việt Nam. Điều này chắc chắn sẽ làm cho cục diện của cạnh tranh trên thị trường bán lẻ tại khu vực Hà Nội cũng nói riêng cũng như thị trường Việt Nam nói chung sẽ thay đổi và theo chiều hướng tăng lên.
Tôi xin chuyển sang mảng thị trường tiếp theo là thị trường văn phòng. Trong quý 3 cũng tương tự có một cái dự án Lotte mà tôi xin sẽ tiếp tục còn phải nhắc đến trong các mảng thị trường khác, bởi vì dự án Lotte là một dự án rất là lớn, gia nhập thị trường vào trong đầu tháng 9 với tất cả các 4 hạng mục là thương mại, bán lẻ, văn phòng, khách sạn và căn hộ dịch vụ. Và với cái sự gia nhập của cái hạng mục văn phòng với diện tích khoảng 45.000 m2 thì đã làm cho tổng cung của thị trường văn phòng Hà Nội tăng lên khoảng 1,5 triệu m2 sàn văn phòng, ở mức tăng khoảng 3%, 2% theo quý và 20% theo năm. Với cái sự gia tăng của cái nguồn cung mới này thì dẫn đến là một cái điều có thể dự đoán được, đó chính là cái giá thuê trung bình, do đây là một cái dự án hạng A, do vậy là giá thuê trung bình của trên cả thị trường cũng có chuyển biến là tăng nhẹ là 2% sau nhiều quý giảm sút. Đây là trên đồ thị, mọi người có nhìn thấy là giá thuê trên trung bình trên cả thị trường là có tăng nhẹ theo quý, và cũng một điều dễ hiểu đó là công suất của trên toàn thị trường cũng đã giảm nhẹ là ở mức là 1,5% theo quý. Và do vậy là diện tích cho thuê thêm của toàn thị trường thì tăng lên chủ yếu là ở phân khúc hạng A với hơn 10.000 m2 sàn cho thuê thêm. Phân khúc hạng B thì thấp ở đứng thứ hai, và riêng phân khúc hạng C thì có sự giảm sút. Tiếp đây là cái đồ thị, một cái bản đồ về khu vực Hà Nội mà chúng tôi có phân chia ra làm 4 khu vực, và chúng ta có thể do cái tính chất chuyển động của giá thuê và công suất thuê trên từng khu vực là có sự khác biệt. Đây là chúng ta có thể thấy là với có hai điểm đáng chú ý mà tôi muốn nêu. Thứ nhất là cái khu vực nội thành là gồm có các quận như là Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân thì có cái giá thuê tăng mạnh 7%, như tôi nói vừa rồi đó là có dự án hạng A mới được chào bán trong khu vực này, do vậy là cái giá thuê trung bình khu vực đã tăng lên 7%, là khu vực duy nhất có giá thuê tăng trong quý, và cũng vì lẽ đó mà công suất thuê cũng đã giảm xuống khoảng 2% tại khu vực này, giảm xuống còn mức là 67%. Một cái điểm thứ hai là khu vực khác thì chúng tôi thấy có là xuất thuê giảm mạnh là 7%. Lý do là có một cái khu vực khác này là bao gồm có những quận như là Long Biên, Gia Lâm, Hà Đông, thì có một cái dự án tại khu vực quận Long Biên đã đóng cửa, dự án hạng C đóng cửa. Đây là dự án có công suất cho thuê khá cao, cao hơn mức trung bình của cái thị trường này, do vậy là công suất thuê của toàn bộ khu vực này đã giảm xuống, giảm mạnh. Ngoài ra cái khu vực trung tâm gồm là khu vực quận Hoàn Kiếm thì có cái giá thuê công suất thuê giảm nhẹ đều do có sự chuyển dịch về khách thuê từ khu vực trung tâm ra khu vực nội thành. Riêng khu vực phía Tây gồm có các quận Từ Liêm và Cầu Giấy thì giá thuê và công suất thuê đều tương đối ổn định. Về triển vọng thị trường văn phòng thì dự kiến là trong quý 4 năm 2014 thì sẽ có khoảng 5 dự án chào bán tung ra thị trường khoảng 60.000 m2 sàn. Tuy vậy, cũng như thị trường tương tự như thị trường bán lẻ, có 2 trong số 5 dự án này hiện đang trì hoãn, do vậy có thể là cái việc khai trương có thể chưa chắc chắn trong quý 4 này. Từ quý 4 cho đến năm 2016, dự kiến thị trường sẽ tiếp nhận một nguồn cung rất lớn là 607.000 m2 sàn văn phòng. Ngoài ra có một số các tòa nhà hạng C đã chủ đầu tư đang có xu hướng là chuyển sang sử dụng nội bộ, do vậy cái áp lực nguồn cung với phân khúc hạng C có thể là sẽ giảm trong thời gian tới. Về giá thuê, dự kiến là sẽ cũng sẽ vẫn tiếp tục giảm nhẹ do các dự án tại trên địa bàn Hà Nội diện tích trống vẫn còn khá lớn, do vậy có lẽ là chủ đầu tư cũng sẽ vẫn phải tiếp tục có những cái điều chỉnh giá để có thu hút thêm khách thuê. Về cái nhu cầu thì chúng tôi nhận thấy là cái khu vực quận nội thành trong thời gian tới có thể có nhiều nguồn cung mới, do vậy cái hoạt động cho thuê tại khu vực này có thể sẽ năng động hơn và các khu vực khác. Tôi xin chuyển qua cái mảng thị trường khách sạn. Thị trường khách sạn là một cái mảng thị trường có cái sự phân hóa tương đối rõ rệt về tình hình hoạt động giữa các hạng sao. Tại thời điểm quý 3 thì trên toàn thị trường có khoảng 8.500 phòng khách sạn từ 3 đến 5 sao. Trong quý thì có một khách sạn 4 sao mới được chính thức công nhận là 4 sao và tăng nguồn cung của thị trường. Tuy nhiên bên cạnh đó thì có 2 khách sạn 3 sao đã phải đóng cửa
để cải tạo và dự kiến sẽ trở lại hoạt động vào trong năm 2015. Do vậy là tổng cung thị trường hầu như là không đổi theo quý và có tăng khoảng 10% theo năm. Mặc dù có một hạng mục khách sạn dự án Lotte Center Hà Nội là 320 phòng, tuy vậy chưa được chính thức xếp hạng. Do vậy là chúng tôi vẫn chưa ghi nhận vào trong nguồn cung của quý này. Như tôi đã nói thì hoạt động thị trường trong quý có cái sự phân hóa khá là rõ rệt. Đây chúng ta có thể thấy đây là biểu đồ chuyển động theo quý, chuyển động theo năm của ba tiêu chí là công suất thuê, giá thuê và doanh thu phòng bình quân. Thì có thể thấy đây cổ phân khúc 5 sao, 4 sao và 3 sao. Có thể thấy rằng phân khúc 5 sao thì khá là tốt với giá, với công suất thuê và doanh thu phòng bình quân đều có tăng theo năm. Phân khúc 5 sao hoạt động khá tốt. Trong khi đó, ngược lại thì phân khúc 3 sao thì hoạt động giảm sút rất là mạnh với doanh thu phòng bình quân giảm đến 20% theo năm. Còn phân khúc 4 sao thì có hoạt động tương đối là ổn định. Dẫn đến là cái công suất trung bình của trên toàn thị trường đạt khoảng mức 54%, thì khá là ổn định, công suất toàn thị trường khá là ổn định theo năm. Tuy nhiên thì giá thuê trung bình của toàn thị trường ở mức khoảng 70 đô một mét vuông, 70 đô một phòng một đêm thì có sự giảm nhẹ. Trong đến năm 2015 thì dự kiến sẽ có khoảng 21 dự án cung cấp khoảng 12.000 căn sẽ tung ra thị trường. Ngay trong quý 4 này thì và cũng mới cách đây vài ngày thì có một dự án The One Resident của Gamuda tại Yên Sở, tại của dự án Gamuda Yên Sở đã được tung ra thị trường. Và theo như thông tin chúng tôi được biết thì tốc độ bán của dự án này cũng khá là tốt. Ngoài ra trong quý 4 cũng sẽ có thêm dự án FLC Complex ở Phạm Hùng được ra đời, cũng dự kiến sẽ được tung ra chào bán. Đây là một dự án khá là chú ý của chủ đầu tư với những động thái khá là mạnh mẽ và quyết liệt về vấn đề giá bán. Một số dấu hiệu khác chúng tôi cũng muốn nói đến đó là cái việc thị trường dường như đang có dấu hiệu rất là tích cực. Đó là cái việc mà nói 30.000 tỷ với cái thông tư, với cái quyết định số 61 ra đời vào quý 3 vừa rồi chắc chắn sẽ làm cho cái việc giải ngân của cái gói này được tăng mạnh trong thời gian tới. Và dẫn đến là cái phân khúc, đặc biệt những cái phân khúc có thể tác động được như phân khúc hạng B, hạng C chắc chắn sẽ có nhiều biến động theo chiều hướng tốt. Do vậy là chúng tôi dự kiến rằng là trong thời gian tới thị trường, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm, thì tình hình thị trường căn hộ để bán sẽ còn tiếp tục được cải thiện. Mà thị trường cuối cùng mà tôi muốn đề cập đó là thị trường biệt thự và nhà liền kề. Tổng nguồn cung tính đến thời điểm cuối quý 3 là 105 dự án cung cấp hơn 29.000 căn biệt thự liền kề trên cả hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. Theo quận thì đến khoảng gần một nửa nguồn cung là đến từ hai quận là Hà Đông và Hoài Đức. Giá chào bán sơ cấp trung bình trong quý thì chúng ta thấy rằng là giá tại khu vực quận Cầu Giấy vẫn là quận có cái mức giá gọi là mức cao nhất trên thị trường là khoảng mức hơn 5.000 đồng một mét vuông. Trong khi đó thì các quận như là có khá nhiều nguồn cung như Hà Đông thì mức giá giảm thấp hơn khá là nhiều. Một cái điểm đáng tích cực của thị trường biệt thự liền kề trong quý đó là cái giá thứ cấp hầu như là ổn định, chỉ giảm rất là nhẹ, mà chủ yếu là do cái yếu tố tỷ giá. Nếu bỏ qua cái yếu tố thay đổi tỷ giá thì giá thứ cấp thậm chí còn có cái chuyển biến là tăng nhẹ khoảng 0,4% theo quý. Trên toàn thị trường biệt thự liền kề thì đã có cái sự gần như là khá là ổn, hầu như không có nhiều diễn biến trong những quý vừa qua và nó chủ yếu là diễn biến trong những năm trước. Do vậy là cái tỷ lệ hấp thụ liền kề trên toàn thị trường khá là cao, đạt 81%, tăng 3 điểm phần trăm theo quý. Và chủ yếu các giao dịch diễn ra trong quý là tại các quận Hoàng Mai chiếm đến 40% tổng số giao dịch. Triển vọng thì trong thời gian tới theo đánh giá của chúng tôi thì thấy rằng giá của thị trường biệt thự liền kề trong những quý vừa rồi đã có cái chuyển biến là giảm chậm dần lại, và đặc biệt trong cái quý này đã có cái chuyển biến là khá là ổn định. Do vậy là chúng tôi cho rằng là trong thời gian tới sẽ có thể giá sẽ có thể tiếp tục ổn định và có thể tăng nhẹ tại một số dự án. Ngoài ra thì trong thời gian tới dự kiến là cái thị trường này cũng sẽ có khả năng là có những nhiều hoạt động hơn và có thể là sẽ có một chút sôi động hơn những quý trước, đặc biệt là do vào thời điểm cuối năm thì có các chương trình ưu đãi của chủ đầu tư như là các điều khoản thanh toán phong phú, việc giảm giá bán rồi là tặng các gói nội thất.
Nên đây là hai cái dự án mà chúng tôi có thấy có một số cái chuyển động trong trong sẽ có một số chuyển động trong thời gian tới. Đó là cái dự án FMC Garden City dự kiến là sẽ được tung ra trong thị trường vào trong quý 4 với khoảng 20 căn biệt thự và 120 căn liền kề. Một cái điểm dự án lớn thứ hai đó là dự án khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức mà chúng ta đây là dự án khá là lớn trên địa bàn Hà Nội. Dự kiến là chủ đầu tư sẽ tái khởi động lại dự án trong quý 4 với việc tiếp tục góp vốn vào việc đầu tư cơ sở hạ tầng trong quý 4 này. Tôi xin kết thúc cái phần cập nhật về tình hình thị trường Hà Nội trong quý 3 với việc tóm tắt một số những cái điểm chính của thị trường. Thị trường bán lẻ thì có thể thấy là cái giá thuê thì vẫn theo chiều hướng giảm. Tuy nhiên có điểm tích cực đó chính là công suất cho thuê đã có cái sự cải thiện và diện tích cho thuê đã tăng lên. Diện tích vừa với thị trường văn phòng thì giá thuê thì có việc tăng nhẹ nhưng mà công suất thuê thì có giảm và giao dịch tập trung nhiều ở khu vực nội thành. Thị trường khách sạn thì có thể thấy có sự phân hóa rõ rệt về tình hình hoạt động. Phân khúc 5 sao có hoạt động khá là tốt, phân khúc 3 sao có hoạt động giảm khá là mạnh. Thị trường căn hộ dịch vụ, mức giá trung bình đã tăng lên sau khi giảm trong 7 quý liên tiếp. Tuy nhiên thì doanh thu trung bình theo căn thì đã có sự giảm theo quý. Thị trường có nhiều chuyển biến tích cực nhất trong quý đó là thị trường căn hộ lời bán với số lượng giao dịch tăng mạnh, giá bán ổn định cũng như là cái điều kiện cho vay của gói 30.000 tỷ đã được nới lỏng thì dẫn tới là dự kiến là trong thời gian tới thị trường này cũng sẽ có rất là nhiều chuyển biến và có chuyển biến dấu hiệu hồi phục rõ ràng. Dự án thị trường biệt thự và nhà liền kề hoạt động thị trường đã bắt đầu có một chút cải thiện và giá bán trung bình dự kiến sẽ tiếp tục ổn định trong thời gian tới và có thể sẽ tăng nhẹ tại một số dự án. Tôi xin kết thúc phần trình bày về thị trường bất động sản Hà Nội trong quý 3.